Mẹ bông ôn là ba chia chi với bông ôn bà chăm ở nhẹ nhảy về chăng ai trái đấy bông ôn cái thay cho bông ôn trong lụa và hát được cò lụa sạp mò đấy bông ôn khoảng tầm miền ở mà sai mẹ dương cờ lộc năng mà cái máu cửa bông ôn anh lụa ba này cha nhỉ tới cha sửa xuống cô có cái này cha ngày đi đi xem mà thu vừa ở đầm lồng cờ lộc các bông ôn cha hay nấy tơ lồng cứ đi xem vô tơ lồng chuối bùa hiện cờ lộc chẳng máu bông ôn cha tơ lồng đi đi xem đã chấm nón mặc lỗ cha à, chụp bùm sao bông với bông con vô mãi của bạn đấy cha đi ở nick xem tên chết tiệt cha nơi tam tô mà có chọn địa chỉ ở pipon pram rồi nè cha sao mà sao bông con pram mãi của bạn đấy hay tất chừng nguồn pi rồi millilit amber glass pia cà phê hay nick kêu cái lọc bao dương cứ nick xem pram kêu chơi cha hay mà kêu cái lọc này bông con vô tới cái lọc ấy của bạn đấy nè cha miền slap mon tơ lông vậy tới tam được bông pol trong cờ lộc cha bông pol chưa chết ít nhận đạn đang á cha tao ok trong vài trăm dưới dương chập đam vô đầm lồng từ ly chỉ mùi nồng mà sao bông xanh á cha bông pol chạm mà sai chỗ nó không cha đại nó cha mà sai nick nick xem prai chấm nón mà cả chó bông pol cha mà cả chó viết chấm nó viết nè 150 gram cha nè pol khơi nhé cha nè ok và tổng máy dựng đặt tập chỗ chà bẩn rồi cháy dương ở ly về sọp á bà sân chị bóng phô đã tới riêng khắp bóng phô này tập thay tập tiết á chà chà chàng lời ní ở riêng khắp chẳng nên xong tập thay em hà sập ấm ơ tiết chà tập ní nên xong đã chung đốn phì rồi hà sập ấm ơ lắm bóng phô chà chà nó cứ nong mà sao bông ấy bớt sân chỉ bóng bông nè cho chất score bóng bông ai có time score thì tiếp của bắn chà bớt sân thì trong ba đôi chia riêng phải có em chẳng hạn chà và tái à sẽ mẹ cương cổ lộc và dưỡng cứ vì mình đôi chia chẳng anh sẽ với bóng bông chà ok chà là những xem ly sọp hai chà và tổng mới dân chạy tà lộn châu máu chà rồi thì dân thua ca ly về sọp máu chà ok chẳng là ní rùi rùi hai chà bông phô đặt tem á rồi cho dừng chạp hình chà trốn tôi mới dừng đặt lưng ở cái đá ấy chạm dừng đặt tà lộn trốn á chà chẳng là ní hình chà dừng cái đá ấy tôi mới dừng đặt tà lộn trốn máu tà lộn bất sân cho bông phô ở trong ban vi hiện riêu tích bông phô ai chờ li mà sao đang hiện khắp tích của ban ấy là bông phô chà bất sân thì bông phô ôn cho chất chuột mà sai chứ ra nữa chà chà và tổng mới dân vô về màu ở chờ với bông phô chà cho bố phê lương với nhờ dân pra phê lương là mổ mất bông phô chà còn bác lăng phê chà hay còn bác tịch bị đài vậy tới dân bác mà là mổ bông ôn khoản ta vô về một chiếc cơ chân máu động bay ở cùng ở việc khâu sạch chuột bạc té bông ôn chà chà tôi luôn nhớ cứ chặt đau mà chà anh hay nên cream trong bông ôn tôi lọc đi máu sẽ mẹ bông ôn đã bạc chia chi với bông ôn bà chăm ở nhẹ nhảy về chăng ai trái đấy bông ôn cái thay cho bông ôn trong lụa và hát được cò lụa sạp mò đấy bông ôn khoảng tầm miền mà sai sẽ đẹp dương cờ lộc năng mà cái chọc máu cửa bông ôn anh lụa ba này cha nhảy tới vương nghi xù mình tên nó bông ôn cha hay miền trái ru chia đấy cha chào bông ôn là lời ní cờ lộn dương cứ kìa mới nhẹ nhảy tới những xong bông tôi tại kìa mất bông ôn cha ok anh chắc là lấy đi xong ở strong trên máu chà này chà ok anh chắc là lấy đi cứ đi xong ở bàn bông rùi chứ này bông phổ chà hai tờ lộn mà dưới bông phổ chồng cái lọc tiền cái đai của bán cái lọc tiền tục ở thị trẻ sân của bàn đài chà
นี่นี่ខ្ញុំយកកំប៉ុងមកទុកដាក់សម្រាប់ក្លុកបងប្អូនចា៎អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដាក់ត្រលងចូលមកចា៎បងប្អូនចង់ក្លុកតិចច្រើនណាស់អាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តឯណាចា៎ โอเคអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចា៎នេះโอเคអញ្ចឹងឥឡូវនេះតលងយើងប៉ុណ្ណឹងគឺនេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងយើងមកសភាបាយបងប្អូនចា៎យើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមកដូចយើងធ្វើការបិទបិទឲ្យជិតមកចា៎យើងគេមានសម្រាប់ថងបិទបិទមាត់ឬក៏បងប្អូននៅពេលដែលយើងហាយហើយបងប្អូនចាក់ដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងយើងបិទក្លោហ្នឹងឲ្យជិតក៏បានដែរចា៎ โอเคអញ្ចឹងឥឡូវយើងបិទគម្របមកបងប្អូនចា៎យើងធ្វើការក្លុកចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនចង់បានរសជាតិរៀងដិតខ្លាំងបងប្អូនដាក់រៀងច្រើនតិចតិចចា៎បើថាចង់បានអត់សូវចង់បានដិតទេយើងបន្ថែមតាមហ្នឹងណាចា៎អូខេបងប្អូនរួចរាល់ហើយចា៎នេះ โอเคអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ដាក់ចានបងប្អូនអូឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនចាចានេះអញ្ចឹងយើងមកភ្លួបងប្អូនហ៊ឹមនិយាយទៅគ្រឿងក្លុកនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចាហ៊ឹម รสชาติเวียงเฉยๆบงป่าวนี่ទៅមកឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាដំឡូងក្លុកគ្រឿងចានេះនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងចាហើយនេះអត់តាន់ក្លុកទេខ្ញុំចង់បងប្អូនពេលញ៉ាំយើងអាចក្លុកញ៉ាំក៏បានឬក៏យើងក្លុកឲ្យហើយក៏បានដែរចាចំពោះគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាម សាធំធំមកបងប្អូនចាអូខេអរគុណសម្រាប់វីដេអូមួយនេះចាហើយនេងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចាសូមកុំភ្លេច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាចាអរគុណជំរាបលាបាយបាយ